mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về. Mau thật mau, đau thật đau. Căn nhà ta cùng thuê ở, giờ đây đã có người thuê rồi. Người ta nhìn thật hạnh phúc, bọn mình bơ vơ thì mình ngu ngơ. Em thì qua bận với những khoản lo, nhiều hôm ở công ty chế lương thì tôi ăn bánh mì. Tay cầm đơn công mong anh có công, việc mới phụ em lúc khó khăn, những ngày tháng rất căng. Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp mê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhà xưa bình thản nhưng mỗi lề đường hủ tiêu gõ và mì gói nước sôi thêm canh trứng gà. Đến nay điều ước cũng đã thành thật, thành phố mỗi lúc càng chật và mất nhau dễ gì gặp lại nhau. Rồi ren như trật tự giao thông đường phố lạc nhau rồi thôi đừng cố. Đèn xanh đèn đỏ rồi tới vàng, dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang. Tiếng giao thân thuộc của những quán quen xưa, mỗi lần nghe thấy lòng như cát như cưa. Nhiều tiền anh biết bọn mình được ấm no, mà tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hòa cho. Ta sợ mình đói nên lao vào kiếm ăn, rồi trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi, không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vội. Có những bản nhạc không nên hát cùng nhau, vì khi bài nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau. Lúc nghèo rất vui những năm tháng thăng trầm ấy, chứ không phải giống bây giờ anh mặc vest còn em diện váy đâu. Em thì quá bận với những khoản lo, nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tôi ăn bánh mì. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, việc mới phụ em lúc khó khăn, những ngày tháng rất căng. Nhớ xưa còn nói nếu lúc bình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường. Dù mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Nhớ xưa mình thích những món lề đường, hủ tiêu gõ và mì gói nước sôi thêm cay trứng gà. Đến nay điều ước cũng đã thành thật, thành phố mỗi lúc càng chợt ta mất nhau. Câu chuyện cười thật đau. Em thì quá bận với những khoản lo, nhiều hôm ở công ty trễ lương thì tôi ăn bánh mì. Tay cầm đơn cầu mong anh có công, việc mới phụ em lúc khó khăn, những ngày tháng rất căng.